có một vòng hợp âm đệm được rất là nhiều bài hát. Ví dụ như là những bài như là bài Làm Người Yêu Em Nhé Baby, Suy Nghĩ Trong Anh, Ngày Xưa Em Đến, là bài Khi Cô Đơn Nhớ Ai và rất là nhiều bài hát nữa. Đầu tiên là hợp âm đôi trưởng bát di năm, hợp âm son trưởng bát di sáu, hợp âm la thứ bát di năm, hợp âm mi thứ bát di sáu, hợp âm pha trưởng bát di bốn, hợp âm đôi trưởng bát di năm, hợp âm re thứ bát di bốn, hợp âm son trưởng bát di sáu. Người yêu ơi yêu mình.